Thưa toàn thể quý vị thân mến,
Chỉ còn ít phút nữa thôi là nghi thức thực hiện hôn lễ cho chú rể Thế Anh và cô dâu Thị Oanh được phép tiến hành. Một lần nữa thay mặt cho anh em ban nhạc Đắc Rơ Sa, dịch vụ Mã Anh Minh Tuấn và gia đình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đang còn ở bên ngoài, xin hãy nhanh chân tiến vào bàn tròn. Xin được mời toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường ngày hôm nay hãy ổn định chỗ ngồi để tiện đón xem nghi thức thực hiện buổi lễ chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức và gia đình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị có mặt ở trong hội trường ngày hôm nay, chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi để tiện đón xem nghi thức thực hiện buổi lễ trưa chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị phong khách chúng ta đang còn ở bên ngoài, xin hãy nhanh chân tiến vào bàn tròn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được mời quan viên hai họ cùng cô dâu và chú rể chúng ta hãy tiến về cổng hoa.